Vâng, rất ít khi tôi lên cho quý vị một những căn nhà mà nói là bán gấp bán vội như căn nhà này. Đây là những cái bất động sản mà quý vị phải đầu tư sở hữu ngay bây giờ, kể cả là mua ở, thì đây là những căn nhà đang rẻ hơn thị trường khoảng 2 tỷ đồng. Vâng, chính xác đấy, nó đang rẻ hơn thị trường 2 tỷ đồng. Xin mời quý vị bạn cùng theo dõi video. Thời điểm này thì những căn nhà biệt thự song lập 200m² này đang có giá giao dịch tại khu đô thị Galenco Lê Trọng Tấn, đặc biệt là cái phân khu D này, đang có giá giao dịch từ 24 đến 26 tỷ. Nhưng đây chính xác là một cái cơ hội để cho quý cô bác anh chị nào mua để sở hữu, mua để đầu tư tại thời điểm này. Thì căn nhà tôi đang quay đây, căn nhà tôi đỗ ô tô đây, chính là căn biệt thự song lập 200m², xây 3,5 tầng và mặt tiền là rộng 10m. Căn này đang được bán gấp với cái giá là 22 tỷ 300 triệu đồng, vậy là rẻ hơn thị trường đâu đó khoảng 2 tỷ đồng. So với một cái vị trí như thế này thì đây là căn cá nhân tôi đánh giá là duy nhất và đẹp nhất tại thời điểm này và tại phân khu này. Đường trước nhà thì rộng đến 19m và xung quanh thì hàng xóm quý vị nhìn thấy đây đã ở rất nhiều những căn biệt thự lộng lẫy và đẹp. Nó đang rẻ hơn thị trường khoảng 2 tỷ đồng thì đây mới là cái cơ hội để quý vị mua cái thời điểm này. So với những vị trí khác thì tôi đã giao dịch những căn nhà từ 24 tỷ đến 26 tỷ loại 200m như này rồi. Nhưng đây là cái vị trí mà cư dân sẽ ở đông này, đường to và đi thẳng ra đường Lê Trọng Tấn. Quý vị nhìn thấy những căn nhà biệt thự 200m ở đây, họ ở này, rất khang trang, rất đẹp và hướng nhà sẽ là hướng đông nam, một cái hướng rất mát, một cái hướng mà hầu hết là mọi người đều thích. Đây, cái căn nhà rất đẹp và hàng xóm của mình cũng là những cái căn nhà triệu đô la họ đã về hoàn chỉnh một cách chỉn chu rồi. Trước mắt quý vị đây là con đường đi thẳng ra đường Lê Trọng Tấn và chỉ khoảng 2 phút là chúng ta đi ra đường Lê Trọng Tấn thôi. Xung quanh đây tiện ích rất là đầy đủ, một cái vị trí đường rất là to, hướng nhà mát và đặc biệt là cái tôi khuyên quý vị nên sở hữu ngay bây giờ đó chính là cái giá của căn nhà này nó rẻ hơn những căn nhà khác đến 2 tỷ đồng. Vì vấn đề tài chính mà gia chủ cần bán đi ngay lúc này. Vâng, quý vị nhé, ngay lúc này và có thể bán nhanh trong 1-2 ngày để xử lý công việc. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn biệt thự vô cùng đẹp và vô cùng giá trị này, đặc biệt là cái giá lời ngay khi mua, thì hãy liên hệ ngay với tôi theo số máy 0913 798558. Vâng, đây là dãy D41 và số nhà là 25. Căn nhà này đã có sẵn sổ đỏ và gia chủ đang gửi tôi sổ đỏ ở văn phòng để cần bán gấp xử lý công việc tài chính trong 1-2 ngày tới. Vậy quý vị nào quan tâm đầu tư căn nhà này ngay thì liên hệ với tôi số máy 0913 798558. Gọi ngay cho tôi nhé.